Chào mừng các bạn đến với Panda Studio trong chương trình luyện đọc tiếng Trung. Trong chương trình hôm nay, mình sẽ đọc một đoạn giới thiệu bản thân bằng tiếng Trung. Các bạn hãy nghe và học các mẫu câu quan trọng cùng mình nhé. 大家好，我自己介绍一下，我姓陈，我叫陈玉英，我是越南人，我出生在海防市，我今年24岁。 还没结婚，我家有三个人，爸爸妈妈和我。我2017年毕业于人文大学中国语言系，从2020年到现在，我在中国公司当翻译。我的爱好是听音乐、阅读、旅行等。 我很高兴认识大家. Bây giờ hãy cùng mình điểm lại một số mẫu câu quan trọng khi giới thiệu bản thân nhé. Mẫu câu thứ nhất, 我自己介绍一下, nghĩa là tôi xin tự giới thiệu một chút. Mẫu câu thứ hai, 我姓, tôi họ, 我叫, tôi tên. Mẫu câu thứ ba, 我是越南人, tôi là người Việt Nam. Mẫu câu thứ tư, 我出生在海防市, tôi sinh ra ở thành phố Hải Phòng. Mẫu câu thứ năm, 我今年24岁, tôi năm nay 24 tuổi. Hải mấy trẻ khôn, vẫn chưa kết hôn. Mẫu câu thứ sáu, 我家有三个人, nhà tôi có ba người. Ba bà, ma mà, hở wo, ba, mẹ và tôi. Mẫu câu thứ bảy, 我在中国公司当翻译, tôi làm phiên dịch viên tại công ty Trung Quốc. Mẫu câu thứ tám, 我的爱好是听音乐、阅读、旅行等. Sở thích của tôi là nghe nhạc, đọc sách, du lịch, vân vân. Các bạn có gì chưa hiểu hay cần hỏi thêm thì hãy bình luận phía dưới để Panda Studio giải đáp cho các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.